Bằng Châu xin thân ái kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin nổi bật như sau. Quân đội Nga đã có mặt tại thành phố Kobani của Syria. Ái Nhĩ Lan sẽ mở một cuộc điều tra tường tận sau khi Anh phát giác ra 39 thi thể bị giấu trong xe hơi. Tổng thống Trump nói rằng làm tổng thống khiến ông tổn thất từ 2 tỷ đến 5 tỷ đô la. Miền Trung và miền Nam có nguy cơ ngập lụt do bão đầu tháng 11. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Quý vị, quân đội Nga đã có mặt tại thành phố Kobani của Syria. Hãng thông tấn TASS News của Nga vào ngày thứ Tư 23 tháng 10 loan báo, nhiều binh sĩ và cảnh sát bán quân sự đã vừa được chính quyền Moscow phái sang thành phố Kobani của Syria thể theo thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích di tản toàn bộ các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang người Kurd ra khỏi vùng biên giới giáp ranh giữa hai nước. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào cùng ngày đã cho thấy cảnh tượng một đoàn quân treo quốc kỳ Nga đang tiến vào bên trong thành phố. Giới lãnh đạo Nga trước đó đã cảnh báo nếu như không tuân thủ theo thỏa thuận rút quân ra khỏi các vùng chiến sự, thì phe YPG sẽ phải tiếp tục đối mặt với những cuộc tấn công từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Hoa Kỳ rút quân để mở đường cho Thổ tấn công vào lãnh thổ Syria đã buộc giới lãnh đạo người Kurd quay sang thành lập liên minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Suốt vài ngày qua, quân chính phủ Damascus đã liên tục được phái sang vùng đông bắc của quốc gia. Ái Nhĩ Lan sẽ mở một cuộc điều tra tường tận sau khi Anh phát giác ra 39 thi thể bị giấu trong xe hơi. Thủ tướng Ái Nhĩ Lan Leo Varadkar vào ngày thứ Tư 23 tháng 10 vừa qua cho biết một cuộc điều tra có thể sẽ được tiến hành nếu như chiếc xe chở theo 39 xác người được chứng minh đã từng lăn bánh ngang qua lãnh thổ quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết rằng các thi thể đã được cảnh sát Anh Quốc tìm thấy bên trong một chiếc xe tải, được xác nhận có nguồn gốc từ Bulgaria gần trung tâm thủ đô London vào lúc rạng sáng. Viên tài xế bị bắt là một người đàn ông 25 tuổi đến từ Bắc Ireland. Nhiều nhân viên pháp y đã được phái tới công viên Watergate Industrial Park. Danh tính của những người bị thiệt mạng đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Mọi thông tin chi tiết sẽ được loan báo sau này. Và số người gốc Venezuela lánh nạn ở ngoại quốc đang được dự đoán sẽ vượt ngưỡng là 5 triệu người. Kính thưa quý vị, làn sóng di cư từ Venezuela ra ngoại quốc hiện đang được Liên Hợp Quốc dự đoán sẽ vượt qua mức 5 triệu người. Vì tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế cho đến nay vẫn chưa được giải quyết tại quốc gia châu Mỹ Latin vừa nêu trên. Được biết kể từ năm 2015 cho đến nay đã có 4.5 triệu người Venezuela quyết định rời bỏ nhà cửa để sang tị nạn tại các nước láng giềng, điển hình như Colombia, Ecuador và Peru. Tình hình càng trở nên tồi tệ sau khi Hoa Kỳ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt lên các giới chức cũng như ngành dầu hỏa của Venezuela, nhằm mục đích gia tăng áp lực, yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, nhường vị trí lèo lái quốc gia cho lãnh đạo đảng đối lập là ông Juan Guaido. Trung bình thì có khoảng 5.000 người được ước tính rời khỏi Venezuela vào mỗi ngày, bất chấp những chính sách visa khắt khe. Được biết trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 29 tháng 10 sắp tới đây, Liên Hợp Quốc và Liên minh Âu Châu sẽ cùng nhau hội họp tại thủ đô Brussels của Bỉ để thảo luận về làn sóng di dân. Costa Rica tịch thu gần 14 tấn cocaine đang trên đại dương. Lực lượng cảnh sát Costa Rica đã vừa bắt giữ nhiều nghi phạm buôn lậu ma túy, đồng thời tịch thu gần 1.4 tấn cocaine trên một chiếc thuyền trong khuôn khổ của một chiến dịch bố ráp kéo dài suốt nhiều tuần lễ qua. Bộ Nội vụ San Jose cho biết, vụ bố ráp đã được tiến hành trên eo biển Thái Bình Dương, gần đặc khu Boca Chica, nhờ vào sự hỗ trợ trên không lẫn trên bộ từ phía quân đội. Lượng cocaine vừa bị thu giữ được ước tính trị giá hàng triệu Mỹ Kim trên thị trường chợ đen. Liên Hợp Quốc cho biết, các quốc gia Trung Mỹ từ lâu đã được mệnh danh là nơi sản xuất cocaine lớn nhất trên thế giới.
giới chức trách từng tuyên bố sẽ phái nhiều nhân viên an ninh tới các khu vực trồng coca do những băng đảng tội phạm kiểm soát, nhằm mục đích dẹp bỏ nguồn vật liệu coca dùng để sản xuất ra cocaine. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đang dùng visa làm vũ khí để khống chế Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày thứ Tư 23 tháng 10 cho biết, Hoa Kỳ đang sử dụng visa làm vũ khí sau khi các chuyên gia làm việc trong ngành không gian của Bắc Kinh không được cấp visa tới Hoa Kỳ để tham dự hội nghị quốc tế, khiến cho mối quan hệ càng trở nên căng thẳng giữa hai bên. Được biết, suốt hơn một năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bị chìm đắm trong cuộc chiến tranh mậu dịch. Mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết liên quan tới những bất đồng, từ việc đàn áp nhân quyền cho tới sự bành trướng đang ngày một lan rộng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Chunqing nói rằng, phái đoàn nghiên cứu không gian của họ chỉ muốn sang Washington để tham dự hội nghị quốc tế International Astronautical Congress và đã nộp đơn xin visa từ tháng 7 vừa qua. Cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khởi xướng phải mau sớm chấm dứt trong nay mai. Phó Tổng thống Philippines Maria Leonor Robredo vào ngày thứ Tư 23 tháng 10 đã kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte cho phép Liên Hiệp Quốc tới điều tra cuộc chiến chống ma túy do đích thân ông khởi xướng, vốn đã làm tổn hại tới hình ảnh của Manila trên chính trường quốc tế, do có hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp này. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 7 vừa qua đã tuyên bố mở một cuộc điều tra tường tận về hàng ngàn người từng bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy. Theo lời của những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, cuộc điều tra lẽ ra phải sớm được diễn ra, chứ không phải chờ đến tận hôm nay. Thế theo thống kê do chính quyền Manila cung cấp, có khoảng 7.000 người đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc chiến chống lại các nghi phạm buôn lậu ma túy kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền. Tuy nhiên, theo lời của một tổ chức phi chính phủ, thì số người chết thực sự đã lên tới 27.000 người. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.